các bạn đến với kênh Tổng hợp Hè. Vâng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ứng dụng YouTube Studio trên máy điện thoại Android. Nào, các bạn hãy cầm điện thoại lên và làm theo mình nhé. Vâng, các bạn hãy bấm vào cửa hàng CH Play. Và các bạn bấm vào tìm kiếm YouTube Studio. Vâng, và ứng dụng đó ở phía trên nhất thanh tìm kiếm, các bạn hãy kích vào đó. Mình đã tải ứng dụng YouTube Studio về rồi, nên các bạn chỉ việc tải về và mở lên. Vâng, và đây là giao diện của ứng dụng YouTube Studio. Vâng, nếu mà các bạn chưa đăng nhập tài khoản thì các bạn hãy kích vào biểu tượng logo ở phía trên góc phải màn hình. Mình đã đăng nhập rồi, nên các bạn chỉ việc ấn vào đăng nhập tài khoản của mình, thế là ok. Vâng, và các bạn tải được YouTube Studio về thì các bạn có thể chỉnh sửa các nội dung của video của mình và nó sẽ thống kê tất cả các giờ xem, phút xem và số người đăng ký và doanh thu tính của bạn, nếu mà các bạn bật được tiếng kỳ thì bật được kiếm tiền. Rất đơn giản của các bạn hãy cho mình một like, đăng ký kênh và ấn cái chuông để nhận thông báo mới nhất của mình nhé. Vâng, đây là trang tổng quan này, tiếp theo là video này, tiếp theo là danh sách phát và bình luận. Vâng, và mình thì bấm thử vào video là thống kê tất cả video của các bạn. Các bạn để theo mà chỉnh sửa trên Studio, YouTube Studio. Vâng, rất đơn giản của các bạn. Vâng, và nó sẽ thống kê tất cả các video của các bạn. Vâng, video. Hẹn gặp lại với các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng like và đăng ký kênh của mình nhé.